bảo là cái gì gần đây thôi, không phải bú đứt hết cả gì, hết cả dây chặt, hết cả dây chặt. Trần Giang rước đi cũng được. Đoàn này chắc từ Thái Nguyên lên. Thái Nguyên phát trực tiếp, phát trực tiếp đi nhanh, không ngủ một tiếng không ngủ. Ok. Là thậm chí là không có mất hơn 100.000 trên xe mất bao nhiêu bãi gửi. Bãi ô thì bãi gửi tiền. Đấy cho làm ra rẻ tí ông phải chia chứ. Chúng ta phải bỏ một túi. Mấy người này là mấy người địa phương đây gì? Không, người này khác, người khác. À. Này công ty du lịch gì ăn gì đó. Thì cho họ đi tự du lịch. Quay mấy cầu đá, cầu đá này. Đá này chắc từ cái núi đó gì? Từ núi đó gì? Đá này nè. Chùa. Tiếng không đủ. Không đủ. Thì tham quan thì tiếng thẳng. Ôi dạ. Phải đi 2 tiếng. Bộ có nhiều chỗ coi lắm hả? Nhiều. Có gì? Có nhiều không? Mình bây giờ di chuyển vào đây, thế này là khu trực bày, cái cặp Bạch Đằng. Rồi nè, có gì không? Có hướng dẫn viên nè. Cái sơ đồ chiến lược bắt trận đánh. Trận đánh năm 1938 chống quân Nam Hán của Ngô Quyền. Một trận đánh năm 1981 của Lê Đại Hành. Một trận đánh năm 1288 đâu của quay quay rồi ba lần chúng vâng ạ, cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, vâng, bắt sống Omani đó, bắt sống Omani và bắt sống được 400 thuyền giặc nữa. Trận đấu này mình tham quan một chút xíu, mình bỏ giày đó giúp cháu nhá, bỏ giày đi ạ. Vâng ạ. Oh. Nhà mình có cái cọc này, cái cọc này. Cọc thế, cọc thế đây. Vâng, đúng rồi ạ. Đâu có đâu, này. Oh, hay quá. Đây, cọc này. Cọc đây nè. Cọc này, một cái cọc. Rất là giỏi về việc là lưu lượng nước. Dự đoán là lưu lượng nước trên sông. Và lúc nào nước thủy chiều lên, lúc nào nước thủy chiều xuống. Thế là ông là người rất là giỏi. Và sau này thì Lê Đại Hành và Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo này, ở các ông cũng làm giống hệt là ông Ngô Quyền ạ. Ngô Quyền, Quyền trước. Đây là Ngô Quyền đầu tiên mà. Ngô Quyền đầu tiên ạ. Đến ông Lê Đại Hành năm 1981 chống Tống Chiêm. Còn ông Trần Hưng Đạo này năm 1288. 1288. Vâng. À, cuối cùng chống á. Chống Nguyên Mông. À. Tùy cái chiều đại. Cái này thì nó cái gì? Đây là cái kiếm à? Kiếm. Vâng. Cái kiếm khi rơi xuống thì. Kiếm sao lại vậy? Thì đá nó mới bọc về thế này. Ồ. Lưỡi nó là đá nó bọc vào. Oh, đá bọc vào kiếm. Bọc vào lưỡi kiếm. Chỉ còn có một cái chuôi thôi. Oh, cái chuôi thôi. Cái chuôi quá. Ok, cái chuôi thôi. Đây toàn bộ cái lưỡi là đá. Hơn độ 39 này. Vâng, bên này. Đâu có đơn biển. Đá bọc vào. Đối với trận này thì mình bắt sống được ôm anh Nhi, thằng nhân. Ôm anh Nhi. Mình bắt được 400 thuyền của dạng. À, trận này trận cuối cùng. Trận cuối cùng. À. Là trận đánh tiêu biểu nhất. Tiêu biểu nhất, ok. Của Trần Hưng Đạo. Thác Quan, Thác Quan là đấy, bắt được. Đúng rồi. Thác Quan sống rồi. Không. Như Thác Quan gì tạo chứ đâu có sống. Thác Quan như là chạy gì tạo. Thái tử Thác Quan á, chạy gì tạo, Thác Quan tướng của tạo đó, chạy gì tạo mà. Đấy chú ông đồng hả? Ờ chú ông đồng đó. Chú ông đồng là cũng khác ạ. Ờ. Ok đi.
Đi. Sông đây. Sông này, sông Bạch Đằng đây. Đây là cái lạch đi vào đây, còn cái ngoài kia cơ. Ok, cái kia. Ok, cái lạch ok. Bay đây. Giang Giang San Vượng Khí Bạch Đằng Giao Thâu đây. Giang. Ok. Quay đấy. Để chờ bác. Đi nhanh nhanh nào. Bấm cái là quay thôi. Đây nó quay rồi. Cháu đi cho quay cảnh cho. Đeo cổ đi cho nó dễ. Rồi cháu đâu rồi? Cháu đeo rồi. Bạch Đằng Giang. Cái trúc lâm tự là cái gì? Cái là trúc lâm tự tràng kênh. Nó là gì? Nó lóc. Cái này đấy đấy nó thuộc bánh kẹo bánh da. Hả? Thiền viện trúc lâm đấy. Nhưng mà đâu có liên hệ gì Bạch Đằng Giang? Dạ. Có đâu có liên hệ gì Bạch Đằng Giang? Bạch Đằng Giang. Đấy có ra ngoài đây, tí ra ngoài đây thì ông mới biết rằng. Cái này nó là cả một cái quần thể. Cả một cái còn mấy tượng là tượng gì? Tượng La Hán này. La Hán không có liên hệ gì, có liên hệ gì với Bạch Đằng Giang không? Có chứ, cái kiểu người ta trong chùa đền người ta phải có tượng chùa, Phật. Chùa, có như thế này của chùa. Nhân Kiệt Đà này, rồi Bạt Đà Na này đấy. Okay. Đấy. Trong chùa thì phải có tượng Phật chứ. Chùa đúng rồi. Trong chùa thì phải có tượng Phật. Đền thờ Đức Trần Thánh Trần Hưng Đạo này. Vâng, đúng rồi. Đấy đâu mà, ông ấy đây. Đây ông ơi, đi vòng đây. Đây đây trong này nhiều ui không đây không trong đây cơ trong đây đi vào đây cả đêm ở chính đây đi vào đây còn nhiều ra tận ngoài sông nhiều lại ông phải đi phải một ngày đây ông mới gọi đi lướt qua thôi tắm lướt qua thôi. Mai mốt ông phải đi một ngày ra ngoài của ngoài cửa sông kia đâu mà. Đây ông nhìn tàu bè kia. Đâu? Đấy kia. Ok. Đấy ngoài cửa sông kia.
Đấy, cháu phải dẫn ông ra. Nhưng mà trên sông có thấy cọc không? Có, đây cháu dẫn, cháu đang dẫn ông đi ra xem cọc. Ok, cái đó là cái con cọc. Còn đây là chỉ đình chùa bình thường, các pho tượng Phật okay, bình thường thôi. Mình phải ra những cái điểm mấu chốt. Ông nhìn thấy không gian vườn có đẹp không không? Bằng là cái ông đó hay à, ông chủ xe tăng nè. Ông chịu bỏ tiền lên này hay đó, phục ông đó. Ừ, các doanh nghiệp thì... Nó cũng không có tiền đó. Người ta có tâm. Có tâm. Người ta làm. Người ta có tâm rồi đó, người ta được làm tiền, làm giàu được. Đúng rồi. Còn không có tâm gì kia mất hết. Ông đã đi ra Ba Vàng chưa? Ba Vàng ở bên Uông Bí chưa? Chùa Ba Vàng á. Chùa Ba Vàng. Đẹp lắm, đẹp hơn này nhiều. Vậy à? Ừ. Hồi nãy có đi ngang mà không xuống. Đúng rồi. Ông bà đi ngang không xuống đây, đúng rồi. Đi ra ông từ ở bên Hải Phòng đi qua Uông Bí. Úi giời ơi đấy, ngay rồi. Lúc nào cháu chở ông đi một chuyến khoảng 200.000 thôi. Vào đấy nó còn đẹp hơn đây nữa. Vậy à? Đúng không? Phù đi quần thể leo lên núi đẹp lắm. Cháu chở giờ đi. Chở tí nữa, cháu phải xong cái việc này rồi, cháu đã xong rồi. Cháu phải đi tham quan ông. Thế thì chiều muộn muộn ông về nhá. Chiều muộn về Hà Nội. Bây giờ ở đây đi tham quan du lịch, đã ra tới đây mà không đi vào đấy thì hơi phí. Đây thì ông đi ra. Ông đi cái mùa này hơi vắng. Vắng là đỡ. Cái mùa Tết từ đông tháng giêng đấy. Cháu kiêm cái hướng dẫn viên du lịch luôn. Đó cái hình của Đức Tượng Đạo với Vua Đại Hành với Ngô Quyền phải không? Vâng. Đây ông chỉ tham quan đây, họ đang tôn tạm mở rộng ra đây, lấn ngoài biển, đây. Sông biển. Đây ông nhìn nhánh sông chưa? Đấy. Và trong mặt trận mặt đường ngang đây. Vâng, đây sông. Đấy, ra ngoài biển đây. Ra biển. Đây tàu kia, tàu đang chạy kia. Ra biển hướng nào? Đây. Đâu cái đó là sông. Đấy, ngoài đấy. Cái đó là sông, còn biển đâu? Đây đi thẳng ngoài kia. Bên phải đó. Nhìn là cửa biển kia. Tàu bè đang chạy ra cửa biển kia. Đấy.
để anh quay em nhé. Đây đây đây. Đây đây. Mấy cục vàng vàng này hả? Đây ở dưới đây. Ở cục đây hả? À. Ồ, cái cục là mình vàng. Dạ đây nè, đây nè. Có mấy chục cọc đây. Vâng. Nghe là nguyên thủy đó. Đấy, không, nó ngày xưa nó ở dưới nó chỉ còn mấy cái để vớt lên để vừa chốt trưng bày vừa đấy đấy. À. Đấy, đây là những cọc người ta phục hồi thêm. Phục hồi thêm. Ừ. Còn đây người ta chỉ vớt được mấy cái vừa đấy đấy. Ồ, à. Bên đây nữa nè. Ừ. Đây, phục hồi thêm một đây. Đây. Trận đánh trên sông Bạch Đằng đây. À, cửa biển này kia. Đấy, cửa biển kia đấy, thẳng ra đi, cửa biển. Đó, cửa biển. Đây, à. Tàu đang đổ đây. À. Đấy, cái mục đích của ông đến ông xem cái khu này là gọi là Bạch Đằng Giang nó nằm ở cái đẹp nhất ở khu này thôi. Ok, đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Phải không ông? Đúng. Đấy, cháu phải biết cách để dẫn ông đi. Chứ này ông này. Ông đi cái nào ông phải biết đấy, đi ra xem Bạch Đằng Giang lại không thích cọc làm ở đâu cả gì đấy. Thế thì chết. À, đấy nhìn nó cọc với người ta. Cái này chắc đóng thêm rồi đó. Vâng, đóng thêm, ngày xưa người ta chỉ vớt được mấy cái thì vừa trưng bày đấy đấy. À. Đấy là cái cọc chính. Đây này cọc này là cho thêm vào đây. Phục hồi. Phải biết nước thủy triều lên xuống thì mới được. Ông có đi Ba Vàng nữa không? À, chưa để tôi xong này. Nếu mà đi Ba Vàng mất khoảng bao nhiêu tiếng? Bây giờ ông đi vòng ra đấy, ông mất tầm khoảng 250 cả đi lẫn về. Và mất bao lâu? Thì ông đi trong khoảng 2 tiếng. Ba Vàng là cái gì? Ba Vàng đi chùa đẹp lắm, tham quan nó đẹp hơn. Đã ra đây Hải Phòng. Đẹp bằng Ninh Bình không? Ở Ninh Bình. Ninh Bình thì là chùa Bái Đính thì đẹp nhất rồi. Bái Đính. Thế là nhất thôi. Cái đây nó thu nhỏ lại cũng đẹp. They made it all up right. So no shit.
It's so clever. Đi ông ơi, về đi. Hai tiếng hồ rồi sao nó đưa tôi về đâu, đưa lại bên xe xong cháu lại sang bến đi Hà Nội đi về tài xế về bến xong bên đi bên, chưa bên chỗ mà xi măng này và ở ngã ba xi măng cháu lên nó đảo gì ngã ba xi măng ừ nay phải đảo về đấy mới bắt được xe lên Hà Nội chùa gì ba vàng cũng được hả tầm này mấy giờ rồi tầm này cùng thì 5 giờ 3 giờ thì đi 5 giờ không về cảnh đẹp. Cháu đánh và tận vào trong đấy. Em đi không? Để đi. Vào đấy đẹp, cảnh đẹp. Ôi, nó đẹp hơn này nhiều. Nếu mà tới đây 5 giờ rồi đã ở đây. Ừ. Rồi mấy giờ tới Hà Nội? Hà Nội thì ông về đi khoảng 7 giờ, 6 rưỡi 7 giờ ông về tới Hà Nội. Cũng được. Ừ. Ngã ba Xi Măng là có xe đi liền hay sao? Dạ. Ngã ba Xi Măng là có xe đi luôn, chỉ 5 phút là có một chuyến, cứ 5 phút một chuyến. Mấy phút? 5 phút. 5 phút. 5 phút. Ừ. Đất cảng này, anh Huy này, Hải Âu này. Cháu có cứ tầm 6 rưỡi cháu có trách nhiệm là ông lên tới Hà Nội. Tới Hà Nội cũng mấy giờ. Đi mà không có nữa. Đi chỗ mà đi. Sang đấy đẹp, vào đấy đẹp hơn này. Kể ông trước ông xuống đấy thì đẹp. Ông gặp cháu sớm cháu dẫn ông sang đấy thì chơi thì đẹp. Đấy, bà thấy đi. Nãy cũng tính đi, cũng đó rồi. Cũng biết là Ba Vàng thôi đi. Ui vào đẹp lắm. Đẹp hơn này nhiều. Ngược cho lại đó. Vâng. Bây giờ thì tôi đi xa vào đấy là mất nửa tiếng. Bây giờ vào nửa tiếng ra nửa tiếng thế là mình vào tham quan một tiếng nữa là thoải mái là phải đi 2 tiếng nói chung phải đi 2 tiếng cả đi lần về 2 tiếng tham quan tính cả giờ mình tham quan ấy chứ chẳng nhẽ vào lên đi tham quan ấy được rồi ông tắt này đi cảm ơn ra ông về trên Hà Nội luôn à. À, ra cái này họ cấp nước vậy, ngoài ông ra còn những này cho tiền nữa. Ừ, tiền ông có tiếng nói. Ông đứng lên. Nói là mấy người cho tiền. Các doanh nghiệp nhất. Cho tiền. Thêm tiền vào. Này xây lâu chưa? Này khoảng 3-5 năm nay rồi. 5 năm.
Mỗi năm lại cải tạo thêm thật sự nếu mà này thốt tiền người ta cũng bỏ tiền mua vào coi đó, thấy không? Tại không không thốt tiền thôi cũng tốt. Tham quan đến đâu rồi? Ồ, tôi đi từ từ Nam ra Bắc, Đà Nẵng chơi nữa. Đà Nẵng chơi rồi vui. Đà Nẵng rồi chị hai ông bà đi thôi. Ở tham quan thôi. Đà Nẵng rồi chơi đó thời gian rồi bây giờ qua bên chỗ Hạ Long. Hạ Long rồi bây giờ đi tới Hà Nội. Trên đường Hà Nội gần 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 cái đó chơi. Hải Phòng. Hôm trước tôi có đến đây, có đến Hải Phòng rồi. Nhưng mà không biết thời điểm này. Không. Có muốn đi đây mà tại nó không thời giờ, tại xe buýt nó chạy, xe buýt nó phải về đúng xe buýt chạy về Sài Gòn. Thành ra nó không taxi không có. Ờ taxi đâu đi Sài Gòn được. Taxi nó đi mới đi được tham quan được. Ờ đúng, đúng rồi, taxi phải đi tham quan được, nhưng mà tại không không giờ nó không đi được, cũng nay giờ mới đi đấy. Ở Hải Phòng tôi cũng thích lắm. Hải Phòng có thành phố qua phường Pha, phường Đỏ phải không? Đi chừng nào mới nở rồi? Dạ. Chừng nào qua phường mới nở? Mùa hè. Mùa hè. Ờ, mùa từ tháng mấy? Mùa hè tháng 4, tháng 5, tháng 6. Ờ, từ năm 6. Mùa này là mùa thu sắp hết. Đỏ rực lên luôn. Tôi thích, tôi thấy mà. Qua phượng, ra cây phượng nhiều lắm, nhưng mà lúc đó tôi đi mùa đợt đông, thành ra không qua. Muốn tiểu gì không?